Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 6 tháng 2 cảnh báo rằng tình trạng hiện tại của cuộc xung đột Ukraine có thể khiến thế giới rơi vào một cuộc chiến lớn hơn. Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Bài phát biểu tập trung vào chiến dịch quân sự của Nga, khủng hoảng khí hậu và nghèo đói cùng cực. Đọc danh sách các vấn đề cấp bách trong năm 2023, ông Guterres nói với các nhà ngoại giao, chúng ta đã bắt đầu năm 2023 với một loạt thách thức chưa từng có trong cuộc đời. Chúng ta cần tỉnh dậy và bắt tay vào hành động. Đứng đầu danh sách là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sắp kỷ niệm một năm bắt đầu. Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to. Tổng thư ký Guterres cũng nhắc đến các mối đe dọa khác đối với hòa bình, từ cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đến Afghanistan, Myanmar, khu vực Sahel và Haiti. Nếu mọi quốc gia thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, thì quyền được sống trong hòa bình sẽ được đảm bảo. Ông cũng cho biết đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận hòa bình của chúng ta bằng cách tái cam kết thực hiện hiến chương, đặt nhân quyền và nhân phẩm lên hàng đầu, lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Nói rộng hơn, ông Guterres chỉ trích sự thiếu tầm nhìn chiến lược và sự thiên vị của các nhà hoạch định chính trị và kinh doanh trong ngắn hạn. Cuộc bầu cử tiếp theo, thủ đoạn chính trị chiến thuật tiếp theo để bám lấy quyền lực, chu kỳ kinh doanh tiếp theo hoặc thậm chí là giá cổ phiếu của ngày hôm sau. Suy nghĩ ngắn hạn này không chỉ vô trách nhiệm sâu sắc, mà còn vô đạo đức. Ông Guterres cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc hành động vì các thế hệ tương lai, đồng thời lặp lại lời kêu gọi chuyển đổi triệt để nền tài chính toàn cầu. Ông nói, có điều gì đó không ổn với hệ thống kinh tế và tài chính của chúng ta, đồng thời cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và gánh nặng nợ nần của các nước đang phát triển. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.